Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin hàng trăm quan chức tụ tập diễn kịch giữa mùa dịch. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có mắc dịch hay không? Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam có đến trên 95% là đảng viên Đảng Cộng sản. Cho nên người Việt Nam mới có cớ và dùng từ mỉa mai tặng cho các đại biểu quốc hội này bằng những từ như nghị gật. Nói thế để thấy cái quốc hội này nó bù nhìn đến như thế nào. Ai cũng biết kỳ họp quốc hội lần này sẽ gật những gì mà Hội nghị Trung ương lần thứ 3 đã họp và đưa ra trước đó. Người dân không hề có ý kiến gì được tôn trọng. Để chuẩn bị cho kỳ họp khai mạc vào ngày 20 tháng 7 thì chiều ngày 19 tháng 7, ông Tổng Thư ký Quốc hội khóa 14 đã gửi thông báo cho biết vào ngày hôm sau sẽ thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ nhất. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp, số lượng người lây nhiễm ngày càng tăng, nhưng vở kịch Quốc hội họp và bầu bán vẫn cứ được diễn ra, tốn hàng nghìn tỷ đồng. Chính quyền này tồn tại dựa trên tuyên truyền nên họ không bao giờ chịu dẹp cuộc họp Quốc hội, dù biết nó chỉ là vở kịch, dù biết là xã hội đang hàng ngày gồng mình chống đại dịch. Với việc tụ tập rất đông người tại Ba Đình sẽ tạo điều kiện cho virus corona phát tán và lây lan thêm rộng khắp trên cả nước. Đây là hình ảnh mở màn cho một vở kịch theo lịch. Ngày khai mạc là 20 tháng 7, nhưng ngày 19 tháng 7, Quốc hội bù nhìn này đã tiến hành họp phiên chủ bị. Nghĩa là các quan chức làm đại biểu Quốc hội đã tự tụ tập đông đủ về Hà Nội rồi. Tại phiên họp, ông Vương Đình Huệ đã phát biểu chủ trì báo cáo công tác chuẩn bị chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, các vị đại biểu Quốc hội được hướng dẫn sử dụng hệ thống kỹ thuật tại hội trường và một số thiết bị phần mềm khác. Các đại biểu Quốc hội họp để bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, vân vân. Và ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã rất già nhưng vẫn háo danh tiếm quyền đến như thế nào. Sáng ngày 20 tháng 7, ông Nguyễn Phú Trọng tiếm quyền ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Điều này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chứng nào tật lấy, vẫn tham quyền, vẫn muốn thích thị uy không đúng chỗ. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng giành phát biểu phần khai mạc thì làm sao ông Vương Đình Huệ dám cản được? Thực ra đây chỉ là vở kịch. Tất cả mọi chức vụ nhà nước đều đã ổn định, không cần phải diễn lại làm gì nữa. Đâu đã có đó, các ghế đã yên vị, người dân chỉ biết đứng nhìn. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản vẫn cứ tổ chức diễn lại bất chấp cả nước đang chống dịch và lệnh giãn cách xã hội đang áp dụng cho toàn thành phố Hà Nội, và trong đó có những công dân là những đại biểu Quốc hội này. Đây là hình ảnh không phải ông Vương Đình Huệ mà là ông Nguyễn Phú Trọng là diễn viên chính trong vở kịch họp Quốc hội tại Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là Tổng Bí thư Đảng. Đáng lý về mặt nhà nước, ông không có vai trò gì trước kỳ họp của Quốc hội này. Tuy nhiên, ở chính quyền Đảng Cộng sản thì Tổng Bí thư là lớn nhất. Dù ông Trọng lãnh đạo bên Đảng, nhưng ông ta vẫn cứ chỉ đạo Quốc hội bất chấp quy tắc nhà nước. Ở trong nghị trường Quốc hội, đáng lẽ ra vai trò của Nguyễn Phú Trọng là ngang bằng với những đại biểu Quốc hội khác, nhưng thực tế thì không phải vậy. Ông Trọng vẫn coi Quốc hội như là thần dân của ông vậy. Tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Phú Trọng thị uy trước Quốc hội bằng cách yêu cầu kiểu như ra lệnh cho Quốc hội là phải ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở những lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt và có tính khả thi cao, tạo bứt phá về phát triển kinh tế xã hội. Bị người dân chỉ trích dữ dội vì bất chấp lệnh giãn cách mà nhóm họp đóng kịch bầu bán, nên Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải rút ngắn thời gian họp lại. Chính phủ giảm một phó thủ tướng. Đây là kết quả đấu đá đã ngã ngũ trong hội nghị trung ương lần thứ 3 vừa qua. Thực chất dù những đại biểu mang danh là đại biểu cho nhân dân, nhưng họ là đảng viên Đảng Cộng sản. Mà đã là đảng viên Đảng Cộng sản thì phải phục tùng theo lãnh đạo của đảng, mà người đứng đầu chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Nói cho cùng, những đại biểu Quốc hội trong hội trường Ba Đình ấy chẳng khác gì con dân của ông Nguyễn Phú Trọng cả. Vậy nên, cuộc họp Quốc hội của các đại biểu chỉ có thể là gật theo ý ông Trọng mà thôi. Và Nguyễn Phú Trọng đã diễn vở kịch với vai trò là cha già Quốc hội như thế nào? Sáng ngày 20 tháng 7, ông Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Là một đại biểu Quốc hội như bao nhiêu người khác, nhưng ông lại lên giọng dạy tất cả Quốc hội rằng ông kỳ vọng kỳ họp Quốc hội thứ 15 khai mạc kỳ họp đầu tiên sẽ mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng tốt đẹp cho hoạt động của Quốc hội. Và sau đó, ông diễn trò chúc mừng các đại biểu mới được cử tri tín nhiệm bầu
làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Thực chất các đại biểu này đã được cơ cấu chứ chẳng ai vận động dân bầu cho họ cả. Người dân với lá phiếu của mình không hề có giá trị gì với Đảng Cộng sản Việt Nam. Dân gạch đại nhưng gạch danh sách trúng cử thì vẫn thông báo kết quả chọn trước đó rồi. Nói chung, ông Trọng đang đóng kịch, một vở kịch rất đắt giá với chi phí mỗi ngày hàng tỷ đồng và nguy cơ lây nhiễm cả nước càng cao. Quốc hội Cộng sản đã trải qua 75 năm từ năm 1946 cho tới nay với 14 nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội. Tất cả 14 nhiệm kỳ Quốc hội trước và Quốc hội 15 kỳ này vẫn không có gì khác nhau. Tại Quốc hội khóa 1 thì lúc đó còn có đảng phái khác tham gia, nhưng sau đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã thanh trừng hết và từ đó đến nay sân khấu chính trị và nghị trường cũng gì thì dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc diễn mà thôi. Quốc hội Cộng sản thực chất có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì người dân chẳng có vai trò gì trong Quốc hội này cả và nhân dân không bao giờ có thể tác động được vào Quốc hội. Quốc hội được Đảng Cộng sản Việt Nam đặt cho mỹ từ là cơ quan quyền lực cao nhất, nhưng thực chất nó chỉ là Quốc hội gật, quyền lực cao nhất là Bộ Chính trị, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ dùng mỹ từ này để bịp người dân cả nước từ năm này qua năm khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dạy dỗ đại biểu Quốc hội. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội cũng không ngừng được đổi mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và bộ máy tham mưu giúp việc từng bước được tăng cường. Ông Nguyễn Phú Trọng lại dạy rằng Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, với việc gạt người dân ra khỏi nghị trường Quốc hội, thì dù Đảng Cộng sản Việt Nam có dùng mỹ từ gì đi chăng nữa, nó vẫn như vậy mà thôi. Cái kinh nghiệm 75 năm của Quốc hội Đảng Cộng sản là gì? Câu hỏi được đặt ra, đó là gạt có đúng với nghị quyết của Đảng, gật có đúng với những gì mà Trung ương đã đưa ra ở các kỳ họp hội nghị Trung ương đưa ra hay không, chứ họ không bao giờ cho người dân chen vào Quốc hội. Với hơn 95% là đảng viên Đảng Cộng sản thì người dân ít có cơ hội lên tiếng ở Quốc hội. Và liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có mắc dịch hay không, đây là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Vở kịch dựng lên chỉ để nói những điều mà ai cũng biết, việc tụ tập đến gần 500 người vào Quốc hội nghị trường để tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Chưa kể số người phục vụ còn cao hơn thế gấp nhiều lần. Mà dịch COVID-19 đã diệt rất nhiều người trên thế giới, quan chức cộng sản cũng rất sợ chết, thì làm sao họ có thể dám tụ tập đến vậy? Tuy nhiên, khả năng vaccine chống COVID đã được tiêm cho họ rồi. Đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng, ông này có nền bệnh là đột quỵ, ấy vậy mà ông xuất hiện tại Quốc hội kỳ này. Chả lẽ ông ta không sợ chết, câu hỏi đặt ra, mà thành viên khác nữa, chẳng lẽ họ không sợ chết sao? Đây là câu hỏi to tướng mà người dân đang thắc mắc. Đây là hình ảnh Quốc hội họp khi Hà Nội đang bị phong tỏa. Hiện nay Việt Nam đang cần 170 triệu liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên Việt Nam chưa có vaccine mà mua chỉ có vaccine viện trợ. Trong đó vaccine của Mỹ viện trợ là loại vaccine tốt nhất. Theo một nguồn tin dò dỉ từ Đảng Cộng sản đang dùng vaccine tốt của Mỹ để viện trợ để dành cho chính các quan chức, còn nhân dân thì chính quyền Cộng sản cho nhốt lại cách nghi như nhốt động vật. Hiện nay những quan chức đang tụ họp tại Ba Đình có khả năng là tất cả đã được tiêm vaccine tốt của Mỹ hết rồi. Chỉ có như vậy họ mới dám tụ tập cho được. Và như vậy liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có bị mắc dịch hay không? Khả năng này là không cao. Đảng Cộng sản là như vậy. Những gì tốt nhất họ ưu tiên và họ hưởng trước. Còn hậu quả là để cho dân đen lãnh lại. Và có chết thì chỉ chết dần mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin hàng trăm quan chức tụ tập diễn kịch giữa mùa dịch. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có mắc dịch hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.